Chào các bạn, cây này người ta gọi là cây giò dai, cây số 1 của diện trần. Đầu giò này, đầu dai các bạn này. Thế cách sử dụng cây này như thế nào? Các bạn cầm cây giò dai này, cầm như cầm bút, tì ngón út và ngón áp út lên mặt da. Các bạn gạch chậm chậm từ 2 đến 3 cm trên mặt da. Đó, thấy cái chỗ nào đau ấy thì các bạn dừng lại chỗ đó và các bạn chọn một trong ba cách ấn. Cách ấn thứ nhất là ấn thật mạnh vào, nhanh vào. Rồi tiếp tục các bạn dò tìm sinh huyệt. Thấy điểm đau các bạn chọn một trong ba cách ấn. Cách thứ hai là 1, 2, 3. Đây gọi là ấn đúng hoặc ấn vừa. Tiếp tục các bạn gạch từ 2 đến 3 cm hơi lõm trên mặt da. Thấy điểm đau các bạn ấn chậm như này. Đó, thì cái cách này người ta gọi là ấn chậm, giữ nguyên khoảng 30 giây. Tiếp theo đến cách dây này, các bạn gạch trên mặt da từ 2 đến 3 cm. Thấy điểm đau các bạn rung rung, di chuyển các ngón tay rung rung này. Thì nó chỉ rung rung trên mặt da thôi, thì cái độ rung của nó chỉ bằng 1 đến 2 dòng vở cải ô ly thôi, tức là 1 đến 2 mm thôi. Đấy là cách dây. Các bạn dây như thế độ khoảng 20-30 đợt hoặc 30 tiếng đếm. Tiếp theo đến đầu dây phớt, đầu gôm này các bạn này. Các bạn vẫn tiếp tục tìm sinh huyệt. Thấy sinh huyệt ở đây rồi, các bạn đảo đầu, các bạn dùng cái cây gôm này, các bạn xoay tròn. Và cái khoảng cách từ đầu gôm này đến mặt da khoảng 1/4 mm, tức là nó chỉ chạm trên lông thôi, không chạm trên mặt da. Thì cách này thích hợp khi mình day trên những cái vùng nhạy cảm. Đó, những vùng nhạy cảm. Cách day và cách day phớt này thích hợp chữa những cái bệnh mãn tính qua nhiều ngày mà nó không làm chai huyệt nha các bạn nhé. Không làm chai huyệt. Thì cách day này nó rất an toàn và nó mang tính an thần. Nó giúp cho chữa cho nhiều đối tượng, người già, người ốm yếu lâu ngày, trẻ nhỏ đều có thể chịu được cách day này. Và cách day chạm da này thích hợp day trên mọi cái vùng da. Ví dụ vùng da xung quanh mắt này, day rất là dễ chịu. Đó. Rồi các bạn có thể thêm một chấm thêm một ít dầu cao vào các bạn day khi mà các bạn day các bộ huyệt. Đó, chấm thêm một ít dầu cao khi mà các bạn day các bộ huyệt để nó phát huy cái tác dụng của bộ huyệt một cách nhanh lâu nhất. Ví dụ này, dầu cao này, chấm chấm. Ví dụ các bạn day này, bụi tiêu viêm 106, 26, lại chấm cao này, chấm ít cao thôi. 61, rồi 37, 50, 38. 38, rồi tiếp theo 156, 156, 8, 12, 12, 20, 20, 14, 275, 277, rồi 14, 275, 277. Đó, thời gian các bạn day có thể một lượt này hoặc các bạn lặp lại 1-2 lượt nữa như thế. Đây chính là bộ tiêu viêm chữa viêm họng. Đó chính là cái cách sử dụng cây giò day này. Chúc các bạn thành công.